quá trời luôn nè mọi người, vui đó. Nãy giờ hình như mà mình đếm nãy giờ cũng 3-4 đoàn. Bên tay trái có xe cảnh sát giao thông bắt người đi đường kiểm tra giấy tờ. Tới một cái góc cua này mà không biết sao chiếc xe tải đó bị gì bị kẹt luôn đây nè, không có xuống được luôn nè. Quá nguy hiểm. Về lại thành phố Hà Giang từ thị trấn Đồng Văn về thành phố Hà Giang thì có một cái con đường này dựng vào một cái bản làng ở đây, thì chú Dũng mình muốn chạy đi vào đây để xem thử coi như thế nào. Mà không, mà nhìn thì cái con đường rất là ớn luôn, ớn luôn, mà chạy xe thì chắc chỉ được một người chạy qua thôi, một chiếc xe chạy qua thôi chứ không có được hai chiếc chạy ngược lại. Chú Dũng mình sẽ quay lại những cái đoạn phim như thế này, cung đường lên đèo, gọi là những cái con đường mà gọi là tử thần ở trên Hà Giang. Đây, quý cô chú mà có xem thì cũng xem thôi, còn đừng, nếu mà có đến đây thì đừng có nên thử chạy những cái con đường như thế này, khá là nguy hiểm. Một bên là vách núi, một bên là vực thẳm thì không có được an toàn lắm. Còn người nào mà thấy đảm bảo an toàn thì đi, sợ mình sạt lở bên tay trái hay sợ sạt lở lắm. Đây là xe đợi nè, xe đợi mà mình chỉ né qua chạy thôi, không có chạy được. Bên trong là chắc chắn chạy xe không được rồi, tại vì đất đá lởm chởm lắm, mình chỉ có chạy được chính giữa thôi. Ở đây trên đây thì cũng có thấy một vài căn nhà ở trên đây. Rồi tiếp tục trên con đường quốc lộ 4C ra đi về thành phố Hà Giang. Sau đó mình sẽ nghỉ ngơi một ngày ở đó, tại vì cái cung đường mà từ thị trấn Đồng Văn mà về thành phố Lào Cai đó, nó tới 300 mấy chục cây số lận, rất là xa, mình sẽ đi không nổi đâu, mình sẽ quá dừng chân lại một cái thành phố Hà Giang một đêm ở đó. Rồi sau đó mình sẽ nghỉ ngơi, sáng sớm mình sẽ đi về lại thành phố Lào Cai. Hôm nay là rất là may mắn vì sáng nay lại có ánh nắng. Cái hôm đầu tiên tới đây á, trời đang mưa, đi khá là lạnh. Hôm nay có ánh nắng đi thì mình thấy cảm giác như có sự ấm áp. Ấm áp rồi mình chạy xe cũng đỡ lạnh hơn. Còn bữa đi lạnh quá. Đây là những cung đường đèo tại tỉnh Hà Giang, rất là tuyệt vời. Mình muốn ghi hình lại những cái đoạn đèo cung đường như thế này. Vì mình đi qua rồi mình sẽ không có quay trở lại nữa, nên cái gì đó mình sẽ ghi và lưu lại những cái khoảnh khắc đáng nhớ, sau này mình xem lại. Ủa, có một căn nhà rất là độc á, nằm chéo veo bên cái vách núi. Đây có một cái cua tại áo. Núi non trùng trùng điệp điệp. Đa số đi ra cái khu vực Đông Bắc hay Tây Bắc thì mình bắt gặp rất là nhiều đồi núi, nhất là cái chỗ mà Đồng Văn có cao nguyên núi đá. Sáng nay chú Dũng mình đi sớm quá nên phải chạy trên con đường á, có cái gì ăn sáng thì gây tấp vào ăn sáng, nghỉ ngơi luôn, sẵn nghỉ ngơi luôn. Từ đây về thành phố Hà Giang khoảng chừng 140 tới 150 cây số á. Chạy nãy giờ cũng còn 136 cây nè. Tục con đường quốc lộ 4C đi về thành phố Hà Giang. Rồi đó mình nghĩ chân một đêm ở đó, sáng mai lấy lại sức khỏe là đi về thành phố Lào Cai, Sapa, hai điểm nữa. Đồi núi trùng trùng điệp điệp.
mình chạy vừa chạy vừa ngắm cảnh thôi chứ giờ cũng chả biết, tại vì mình không có đi vội nên cứ từ từ đi, vừa đi vừa ngắm cảnh núi rừng của Hà Giang rất là đẹp. Hôm trước thì cũng có quay cung đường từ Quảng Bạ về thị trấn Đồng Văn, nhưng mà đợt đó thì mưa mưa nữa nên không có quay được cái ra cung đường đi về thị trấn Đồng Văn. Nói chung là cung đường đèo nào cũng ở Hà Giang đều đẹp. Wow, nguyên một con đường phía trước rất là tuyệt vời, đẹp quá không biết nói gì. Giờ kiếm chỗ ăn sáng, sáng giờ chạy qua mấy cái khu mà những cái thị trấn nhỏ nhỏ xíu này nè, không thấy ai bán đồ ăn sáng hết, chắc nhịn đói về tới thị trấn Yên Minh luôn quá. Yên Minh thì mình dừng chân đó ăn luôn rồi nghỉ ngơi. Tranh thủ quay lại những cái cung đường đèo với cái mặt trời như thế này, mặt trời có ánh nắng mặt trời là tuyệt vời, sợ nó mưa nữa, tại thời tiết ở Hà Giang mình không có đón trước được lúc nắng lúc mưa, nhiều khi đang nắng nhưng mà chút xíu là mưa. Có những cái căn nhà nằm treo veo trên cái vách núi cơ. Hồi tới cái có một khúc đoạn đường này người ta đang làm, đang sửa chữa, kiểu mà đang nới nới rộng con đường ra. Ôi trời, có ông kia chạy dữ vậy, đường sửa chữa mà chạy dữ quá. Wow, rồi xuống quá trời luôn. À, lên, chạy lên liên tục. Đây, thêm một đoạn nữa. Đã quá, đã quá. Mấy bạn nước ngoài thầy tay lái Việt Nam chở đi xuyên Việt luôn. Không phải, không biết có đi xuyên Việt không, chỉ có đi xuyên mấy cái những cái cung đường đèo ở Hà Giang thôi. Đây nữa nè, còn bạn tay nào thích trải nghiệm xe gắn máy thì tự đi một mình, còn không thì thôi thôi những tay lái Việt. Ô nữa nè, quá trời luôn nè, vui quá. Những bạn mà đi hai người á, xem đi hai người là những bạn tay lái Việt Nam chở những bạn người nước ngoài, còn đi một người là những bạn người nước ngoài thích trải nghiệm tự lái xe, trải nghiệm lên những cái cung đường đèo của Tây Bắc như thế này. Đây thêm một xe nữa, mình thì chạy xuống thì mỗi người đang chạy lên. Cái chỗ này là cái cua gọi là thêm một đòn nữa nè. Mỗi mỗi đòn thì có đội một nó cắm lá cờ. Trời ơi, quá trời luôn. Quá trời luôn nè mọi người, vui á. Nãy giờ hình như mà mình đếm nãy giờ cũng ba bốn đòn. Tại bữa giờ mình đi rất là nhiều luôn, rất là nhiều đoạn như thế này,
đi họ kéo nhau nguyên cả một con đường luôn, đi vậy mới vui á. Lên liên tục ha, xe chạy lên liên tục. Bên tay trái có xe cảnh sát giao thông bắt người đi đường kiểm tra giấy tờ. Ở dưới đây thêm một chốt nữa nè, sao không biết sao ảnh ngồi dưới đây một chốt dưới đây nữa nè. Nói chung mà vào đây đây thêm một đòn nữa đây, coi mấy ảnh chạy qua ra chốt cảnh sát giao thông như thế nào đây. Ở đây có rất là nhiều du khách đậu xe ở đây, chắc họ tham quan, đứng tham quan gì đó, trải nghiệm gì đó. Ở đây là chỗ nào đó, chỗ nào mà dốc Thẩm Mã à, đây là cái dốc Thẩm Mã ở đây. Hôm trước mình có ghé vào rồi, bây giờ mình không có ghé vào nữa, mình sẽ đi về thẳng luôn dốc Thẩm Mã. Quá trời mấy bạn nước ngoài đậu xe dọc cả con đường. Đây mình sẽ quay lại cái một cái đoạn dốc Thẩm Mã đây. Hôm trước thì mình không có quay, không quay được. Giờ mới chạy nghiệm lại được cái con đường dốc Thẩm Mã. Liên tục chứ không có một cái đoạn đường dài cho mình chạy. Mới vừa quẹo qua cái co này sẽ qua một cái co khác. Đây, một cái cua gấp đây. Cua gấp mình xuống phải chạy chậm rồi, không chạy nhanh. Như chạy lên, thì mình có thể tăng tốc để lên dốc. Còn mình xuống thì mình phải giảm tốc độ và là thắng. Đó là đương nhiên. Một đoạn nữa. Quá dữ luôn. Đoạn này ít hơn cái đoạn hồi nãy. Hình như là bắt gặp thêm một cái bên đây có một cái lỗ hang trong cái núi nè. Không biết từ xa có thấy hay không nữa. Đó cái lỗ hang nè. Hình như đi vào được nha. Đây nè. Rồi đây là cái bãi sư tử. Du khách tới đây đứng ngắm cảnh quá trời nè. Wow, thêm một đòn nữa kìa. Thêm một đòn mấy bạn nước ngoài lên nữa kìa. Quá trời luôn. Mấy bạn nước ngoài thích qua đây tự chạy xe, tự chạy lên những cái cung đường đèo như thế này, tự khám phá, tự mạo hiểm. Rất là tuyệt vời, giống cũng giống như mình thôi. Không thích đi kiểu mà đặt tour xuyên Việt, đặt tour du lịch đó. Nói chung mà đi qua tour thì du lịch công ty nó lo hết. Nhưng mà mấy bạn ấy thì không thích như vậy, thích kiểu mà đi phượt. Tới một cái góc cua này mà không biết sao chiếc xe tải đó bị gì, bị kẹt luôn đây nè. Không có xuống được luôn nè. Chết 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 chết. Quá nguy hiểm. Bây giờ phải đi thôi. Wow. Chính thủ chạy qua liền. Xe tải đang bị hư xe nữa. Ngay cái góc cua luôn. Rồi không biết sao mấy chiếc xe kia lên được nữa. Bây giờ nằm vậy là mấy chiếc này đâu lên được. Phải kẹt ở đó luôn rồi. Hoặc là kêu xe cứu hộ tới. Đây, cuối cùng cũng đã đi vào được thị trấn Yên Minh của Hà Giang. Bây giờ mình tấp vào đây ăn cơm. Trước mình đi tới đây mình cũng ăn cơm chỗ này. Đây có cơm rồi nè, thì mình tấp qua. Ok. Ăn cơm.